Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2023, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra về việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn trong quản lý ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Như Thanh. Kết luận đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý điều hành đối với lĩnh vực này tại địa phương, các nội dung cần khắc phục. Sau khi có kết luận thanh tra, Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân và khẩn trương xây dựng phương án chấn chỉnh khắc phục. Theo kết luận thanh tra số 2836 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, bên cạnh những mặt ưu điểm, công tác quản lý ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Như Thanh vẫn tồn tại một số khuyết điểm vi phạm. Việc lập dự toán thu không sát với khả năng thực hiện, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán giao, nợ đọng thuế trên địa bàn huyện đến hết năm 2022 vẫn còn trên 16 tỷ đồng. Số chi chuyển nguồn ngân sách cuối năm vẫn còn nhiều do công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Trong quản lý, đầu tư xây dựng một số công trình, các hợp đồng tư vấn, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không quy định về trách nhiệm các bên trong việc xử lý đền bù đối với việc tính sai số lượng, khối lượng công việc. Một số công trình thực hiện đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu còn chậm. Thông số về kích thước chưa thống nhất giữa bản vẽ mặt cắt đại diện với bản vẽ chi tiết. Nhật ký thi công chưa phản ánh đầy đủ các nội dung theo quy định. Qua thanh tra công trình, phát hiện số tiền sai phạm 446 triệu đồng, trong đó giá trị giảm trừ khi quyết toán là 401 triệu đồng, giá trị thu hồi là 45 triệu đồng. Kinh phí hết nhiệm vụ chi chưa hoàn trả ngân sách cấp trên là hơn 5,7 tỷ đồng. Đối với hai đơn vị dự toán thuộc huyện và 6 đơn vị cấp xã, kết luận cũng chỉ ra một số khuyết điểm hạn chế trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao để xảy ra tình trạng lập dự toán thu chi chưa sát với thực tế, chưa mở sổ theo dõi công nợ phải thu, phải trả trên phần mềm kế toán. Một số chứng từ thiết lập chưa chặt chẽ, không hạch toán kết dư mà thực hiện chuyển nguồn sang năm sau. Ngay sau khi có kết luận của thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân, đồng thời ban hành văn bản giao các phòng ban chuyên môn và các xã thị trấn nằm trong diện thanh tra có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những khuyết điểm vi phạm được chỉ ra. Ủy ban huyện đã chỉ đạo các phòng ngành khắc phục, kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân của các cái đơn vị có cái nội dung trong kết luận của kiến nghị của kết luận, và đồng thời cũng đã thực hiện các cái hoàn trả ngân sách, các cái kinh phí giảm trừ sau quyết toán và một số cái nội dung liên quan. Để khắc phục những hạn chế trong lập dự toán thu chi ngân sách được chỉ ra trong kết luận thanh tra, Phòng Tài chính Kế hoạch đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đánh giá đúng tình hình của địa phương, làm cơ sở xây dựng dự toán thu chi sát đúng hơn trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời, Phòng cũng phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng trong quyết toán nghiệm thu công trình và giảm trừ quyết toán đối với những công trình có vi phạm. Đối với nguồn kinh phí 5,7 tỷ đồng đã hết nhiệm vụ chi chưa nộp trả về ngân sách cấp trên, đến thời điểm hiện nay, huyện đã cơ bản hoàn thành việc hoàn trả về ngân sách nhà nước. Trong đó các xã Thanh Tân, Yên Lạc, Xuân Phúc, Xuân Khang, Mậu Lâm, Cán Khê đã nộp về ngân sách huyện trên 1,2 tỷ đồng. Huyện Như Thanh nộp về ngân sách tỉnh 4,5 tỷ đồng đã hết nhiệm vụ chi, bao gồm kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các cái công việc còn lại theo cái kết luận của thanh tra là sẽ được giảm trừ vào giá trị kế toán công trình. Tuy nhiên, cái thời gian kế toán công trình là theo cái quy định là nó chưa hết cái quá hạn thời gian, cho nên là khi nào các chủ đầu tư là nộp hồ sơ kế toán công trình về huyện thì chúng tôi sẽ theo cái tiến độ của cái kế toán công trình đó sẽ tiến hành giảm trừ. Đối với số tiền sai phạm trong thực hiện công trình, huyện Như Thanh đã tiến hành thu hồi 45 triệu đồng và giảm trừ giá trị quyết toán khi dự án hoàn thành 401 triệu đồng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện cũng đã giao cho cán bộ ban được phân công phụ trách công trình dự án, phối hợp chặt chẽ sát sao các đơn vị thi công, triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng các công trình dự án đã được bố trí vốn nhưng tiến độ thực hiện chậm, dẫn đến chưa thanh toán được vốn đầu tư trong năm. Đồng thời phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch đẩy nhanh công tác giải ngân, giảm nợ đọng trong đầu tư xây dựng. Đến thời điểm hiện tại thì các hồ sơ cơ bản đã hoàn thành và một số các công trình quyết toán thì đã giảm trừ và nộp
về các cơ quan thẩm định quyết toán. Phòng đã tổ chức họp phòng và cũng kiểm tra những cái nội dung còn sai sót do thanh tra chỉ ra, xem cái đó thuộc lĩnh vực của những đồng chí nào và yêu cầu đồng chí rút kinh nghiệm. Đồng thời là cũng yêu cầu anh em là với những công trình sau là sẽ không vào vấp lại cái lỗi của như thế nữa. Và phòng đã tham mưu cho huyện có một cái công văn là nâng cao chấn chỉnh công tác thẩm định. Cùng với đó, để khắc phục tình trạng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nợ đọng thuế, Chi cục thuế khu vực Như Thanh, Như Xuân đã tích cực đôn đốc các tổ chức, đơn vị thực hiện nộp đầy đủ số tiền thuế còn nợ, đảm bảo nguồn thu ngân sách. Nhìn chung, đến thời điểm hiện nay, các kiến nghị khắc phục được đưa ra trong kết luận thanh tra đã cơ bản được Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh chỉ đạo và hoàn thành việc tổ chức thực hiện. Những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kết luận thanh tra đã giúp cho Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh kịp thời đánh giá, nhìn nhận lại công tác quản lý điều hành tại địa phương, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Đối với một số hạn chế, khuyết điểm chưa khắc phục xong, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành việc khắc phục, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ trong công tác quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng và nhiều lĩnh vực khác nói chung.